Thái ơi, chỗ này nó có chắc là ổn không nhỉ? Trời ơi, cái chắc mà xin phải tin cái chứ. Chỗ mấy chỗ này là người ta không có thể nào mà biết được đâu. Ơi, mệt quá trời không mọi người ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm gọi là dọn dẹp nhà xong được đi chạy. Ủa rồi còn miếng rác kìa, trời ơi, khó chịu quá. Còn miếng rác là phải đâu ạ? Đó, trời ơi, Sam mà dọn dẹp quá tuyệt vời luôn, thấy chưa? Ai mà nhờ Sam làm dọn dẹp này là Sam làm dọn dẹp rất là sạch sẽ luôn. À quên, hello chào người chơi mình. Mình là Sam, đây chúng ta trở lại với kênh channel mình. Và trước khi xem video mọi người đừng quên nhớ like, share, subscribe mình và tất cả các thành viên trong đại gia đình Healthy mình nha. Và đừng quên bấm chuông bên cạnh và để có thể nhận các thông báo mới nhất từ video mình nha. Ok, thì hôm nay mình chán quá, mình là chán luôn. Trời ơi, quên quá, trời ơi, mấy hôm nay chán rồi. À, hình như là hôm nay là trung thu đúng không nhỉ? Hôm nay làm gì nhỉ? À, lâu rồi chưa qua cái thăm em gái ruột của mình. Trời ơi, có nhiều bạn bảo trời ơi sao chị không quay clip với Sim nhỉ? Sao chị không quay clip các kiểu với Sim? Trời ơi, hôm nay mình quay clip với Sim nè. Trời ơi, lỡ mọi người nói là tôi quên em gái của tôi thôi. Bây giờ tôi quay nè. Sim ủ rồi, Sim ơi! Sim! Trời ơi, được rồi. Alo. Hello Sim, hello Kai. Chúng tôi vui vẻ nha. Trời ơi, chúng tôi vui vẻ nha. Ở nhà hai đứa làm gì vậy? Nè, trời ơi, quên chị qua đây chị biếu hai đứa cái bánh nè được không? Qua đây là có quà đó. Ôi, trời ơi, sao dễ thương dễ sợ luôn. Trung thu đi bà tặng bánh cây sinh nhật trời ơi. Yeah. Trời ơi, hợp lý không hợp lý luôn. À, chị có thịt cầu này nè. Trời ơi, hôm nay chị chán quá sao không? Trời ơi, nhà ông Phong rồi đi ông Phong rồi đi làm việc rồi. Mấy mày ông làm việc không có trông không cho không có chị chơi đi. Hôm nay chị rủ hai đứa đi chơi đi không? Trời hôm nay chị rồi mấy đứa đi chơi. Đi chơi. Đi chơi hả? Đúng rồi. Này. Em đang rồi. Bánh đến nhiều không? Trời ơi. Ủa gì ca ca. Ủa? Bánh nhiều quá. À thôi cay là bà đi xin đi làm thông cái toilet. Ê, mày đưa mày ơi, tao đi chơi với chị mà. Đi chơi với chị. Ủa giờ tao lấy em tắt nghẽn rồi. À thông thật. Trời ơi là trời trời. Ủa gì vậy trời? Em đi được em làm bánh luôn nha. Cái gì vậy trời? Rõ ràng là tôi vào tôi thấy hai người này rảnh để sợ bây giờ lại bận nhờ. À hay là không thích đi chơi với tôi hả? Trời ơi, gan của ta. Đừng hòng, tôi sẽ làm cho hai người phải đi chơi với tôi. Ha! Được lắm. Sao rồi, rồi. Xem. Có đi chơi với chị không? Thôi chị sao ở nhà này đi, em không đi chơi với chị. Ram. Tôi sẽ ngồi đây. Ủa chứ bà hôm nay là trung thu mà. Tôi sẽ ngồi đây. Tôi đợi hai người. Đi chơi không? Ủa nhưng mà tại sao em đi chơi với chị cho em bận thật sự mà. Nhưng mà tôi muốn người đi chơi, tôi muốn đi rủ hai người đi chơi. Trời ơi, em phải em gái của chị không vậy? Thì là phải chứ mà vấn đề hôm nay em bận lắm nên có gì hai đi chơi đi. Trời người ta mất công qua đây rồi đi chơi đi. Ok đi ngủ đi em ơi. Em bận đi chị ta cho má dẫn má đi bóng đá rồi á. Cái gì vậy trời? Em đi chơi đi trời. Trời hái này kỹ quá, qua lâu lâu qua thăm cái rủ đi chơi không cho. Trời ơi, kiểu này là không biết đi chơi với tôi nè. Được lắm, tí chưa tôi qua phá tiếp. Không đi chơi với tôi là tôi phá tiếp. Trời ơi, thôi, về nhà ăn đã. Tí qua nói chuyện tiếp nha, hello bên đứa. Trời ơi, làm như vậy thoát được tôi cũng bằng chi. Không được, thế này là không được rồi. Ai làm sao ta, làm sao ta. Được, thế này là hỏng hết rồi. Cái đừng ra. Cái gì vậy xin? Trời ơi, cách gì chứ? Trời mà sao chắc chắn là bà sẽ qua đây dụ tụi mình tiếp cho coi nè. Trời ơi, không đi chơi đâu, nhà bực bao nhiêu chuyện nè, sao đi chơi với bà được? Trời ơi. Trời, Kai nói Jim nghe nè. Jim có phải là gọi là em gái của người ta không vậy? Bây giờ là chị gái mình rủ mình đi chơi mà mình không đi chơi thì thôi, mà bây giờ Jim còn gọi là lên kế hoạch đồ các thứ nữa. Jim có phải là em gái thì sao không vậy? Không phải, ngày mai tôi có thể đi chơi với bà được. Hôm nay chắc chắn không thể đi được, tôi bận rất là bận luôn. Đấy. Trời ơi, nhưng mà bà chắc chắn sẽ rất là một người rất là gọi là chị tên. Bà sẽ qua đi phá tình tiếp cho coi đi. Chị hôm nay tương lai nhất định sẽ rủ bà đi chơi mà. Các phải nghĩ cách với Sim chứ. Trời để như vậy hoài. Có khi á, bà ngồi bà gọi là bà lấy tiền tì. À không, bà sẽ phá tụi mình không ngủ được luôn á. Nguyên nếu mình không đi chơi với bà. Đấy. Hơi khó á. Không đùa đâu. Nước đi hay đó. Nước được đi đó. Hay gì? Trời ơi, suy nghĩ cách đi nước mới đi. Cách đi, trời, bây giờ tôi biết gì nè. Để Kai nghĩ thử coi. Anh nghĩ ra được một cái cách này nè Sim ơi. Gì? Bây giờ á, để cho mà bây giờ Sam không thể nào mà rủ Sim được nữa, Sim sẽ phải biến mất luôn. Hả? Vậy ông là tha nói hả? Em bụng tay tôi biến mất vậy? Hả? Không, vậy
ý Kai biến mất ở đây có nghĩa là Kai sẽ bắt cóc Sim và lấy đó là lý do để cho Sam không thể nào rủ Sim đi chơi được nữa. Trời ơi, cái này hơi ác quá nha. Nhưng mà thôi, nước đi hay đấy. Chúng ta cứ chuyện đi ha. À, đi chuẩn bị đồ đi. Trời ơi, nhảy nhót nữa. À, Kai ơi, chỗ này nó có chắc là ổn không nha? Trời ơi, Kai chắc mà. Sim phải tin Kai chứ. Chỗ mấy chỗ này là người ta không có thể nào mà biết được đâu. An toàn thiệt. Trời đất ơi, gì sao lửa cái bộ gì mà toàn mà là gai với sâu vậy. Trời ơi, nó ngứa dễ sợ. Ôi, ông làm gì mà chỗ gì mà chỗ gì mà an toàn quá. Trời ơi, toàn mũi với ông không à. Trời ơi. Trời ơi, bình tĩnh Sim. Chỗ này là Kai đã lựa chọn rất là lâu rồi mới lựa chọn được cái chỗ này đó. Sim mới tin Kai. Tin Kai rồi. Thôi, tôi nấp vậy, trời ơi, ngứa dễ sợ luôn. Đúng rồi, Sim mới chịu chứ đi. Ghê thuốc gì mà, bây giờ nè, ác vậy. Giờ Sim mà bây giờ lòi đầu ra là coi tí đó mà Sam. Mà tống đầu Sim đó. Trời ơi, tôi nên trời ơi. Quá. Dán đi, dán đi. Hình như là đến trưa rồi đúng không mọi người? Đến trưa rồi, qua nhà Sim thôi. Ôi trời, hello. Qua nhà Sim thôi, trời ơi. Tôi là đến trưa, tôi qua nhà nói chuyện với mấy người liền. Trời ơi, có gì vậy? Có nhà mình có không thu đây? Nhà lúc trước chưa có hòm thư này mà, sao là có hòm thư nhỉ? Chắc là có ai gửi thư cho mình nhỉ? Để coi nào, đi đây. Để xem coi, ủa không lẽ là Trung Thu quay tặng quà tôi à? Trời ơi, tất giờ, hay là Phong nhỉ? À, dễ thương quá à. Ủa gì đây? Ủa từ từ, ủa đâu vậy? Kính gửi Sammy Đào. Nhân dịp vào ngày Trung Thu, ta xin trân trọng bắt em gái ngươi. Em gái cute hột me xí mũi của ngươi, đừng lo, ta sẽ trả lại em gái cho ngươi vào ngày mai nhé. Tim Trung Thu vui vẻ à, hi hi. Ủa là sao? À, chúc mình Trung Thu vui vẻ à. Trời ơi, đừng cái gì, trời thư rác, thư rác. Trời ơi, đừng cái gì. Khổ quá à. Gì? Bắt em gái. Em gái mình đây. À, trời ơi, bắt em gái mình. Trời ơi, cái trò này phải cho đùa không ta? Trời ơi, biết ai trò đùa mình, chúng mình mà biết ai đùa mình không thể nào. Sim ơi, không thể Sim bị bắt cóc được, bắt Sim nó to lên trong nước này sao ai mà bắt cóc được trời. Sim! Có thể nào trời ơi, em bị bắt cóc hả? Sim! Sim ơi, trời ơi trời. Sim ơi, Sim ơi trời ơi, đâu rồi? Trời ơi, Sim bắt cóc rồi cơ. À, kiểu là kiểu này không được, không được. Đó là em gái mà, nó là em gái hụt me, cute, Sim bụi rồi không biết. Mình phải báo cảnh sát, phải báo cảnh sát. Nhưng mà nếu mà mai trả lại thật thì sao nhở? Là nó tốt là khô hồ vậy nào. Ăn cướp mà làm sao, ăn cắp này sao mà tốt được nhở? Báo cảnh sát, hợp lý, bọn mình sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà mình nói này ai mà tin, hôm nay Trung Thu mà. Hình như ai cũng bị lẻ rồi mà. Trời ơi, sao đây trời. Không được, bọn sẽ lấy sống và sẽ đi tìm em gái mình. Không được, không được. Tìm cướp khổ nạn dám bắt em gái ta hả? Không có dễ đâu. Ta sẽ, ôi rồi, ta sẽ giết người. Tìm cướp khổ nạn. Có ai đây không? Somebody help me. Trời ơi, có ai tìm thấy em gái tôi không? Trời ơi, hello team, alo, hello team đi nghỉ à, Trung Thu đi chơi hết rồi, không ai kiếm giùm mình đến hả? À, trời ơi là trời, không ai kiếm em gái tôi. Cái bà nội nào mà hát ghê vậy? Trời ơi, Trung Thu mà con ma đó trời. Khổ quá, tôi khổ quá mà. Trời. Cái gì vậy? Xin chào con. Wow. Ôi trời, tụi con khóc nè. Ủa gì vậy? Cô là ai vậy? Cái gì mà cuộc lòng dung vậy? À, cấp cái like tiếng nữ đúng không? Trời ơi, tôi đang khổ quá. Đi đi chơi đi. Im nào con, im nào. Trời ơi, Trung Thu gì nó xuống ngập mắm rồi khóc lại chứ. Chào con, ta chính là Hằng Nga đây. Ta-da. Trời ơi, tôi nhớ là tôi khóc phải có bà Tiên hay là ông Bột gì đó ra. Hằng Nga làm được cái gì trời. Em nói nghe nè, em tính là hôm nay là ngày gì hỏi thật á. Ờ, hôm nay Trung Thu mà đúng không? Ôi, Tiên Ngọc, à, trời ơi, Tiên Ngọc ơi, tôi có muốn tỉnh cầu. Hằng Nga, Tiên Ngọc cái gì? À, Hằng Nga, trời ơi. Trời ơi, em gái của con bị bắt cóc. Trời, tôi buồn quá à. Bị bắt cóc. Em gái của con bị bắt cóc sao? Đúng rồi. Thôi, không thể nào, không thể nào. Thôi, con đừng buồn mà khóc nữa. Đi đây. Cái gì vậy? Trời ơi, tiên nữ gì đâu mà ác cho quỷ vậy trời. Người ta khóc mà không ăn. Ủa, thôi.
từng buổi chúng ta đi đây. Trời ơi, quá đáng. Cô là phải cô phải tiên không? Làm mà mất em gái giờ ra đây khóc lóc sao? Trời ơi, đang kiểu qua kêu nó có đứa gọi là ăn cướp, kêu bảo là chơi thân yêu gì đó, bắt em gái mai trả mà tên trời. Ôi trời. Ồ, thì ra là vậy. Ta đã biết hung thủ là ai rồi. Ai? Với bức thư ngươi cầm trên tay, với những suy luận của ngươi đã biết hung thủ chỉ có một. Ủa coi cô Nai nhiều quá nhiều hả bà nội? Trời ơi, tìm bà gái tôi ta luôn, em gái tôi ta thôi. Trời ơi, khổ quá à. Ok ok, không thì sao thì ta cũng là gọi là gì ta, hằng nga tôi ta chỉ chuẩn bày chúc phúc cho con thôi chứ em gái của con. Thôi mà bà đứng lấy kèm xíu xíu nha, tôi cho bà quà. Tôi có bị quay ra. Chờ xíu nha bà. Đứng kia cho tôi gửi quà nha. Cái bà nội này là nó chơi vô riêng mà đúng không? Bay về trời tôi ơi. Trời ơi là trời có quỷ này. Trời ơi là trời tiên ngủ gì bây giờ. Như gì vậy trời. Khóc bà cuối cùng trời ơi là cho tôi cái gì đó. Cuối cùng là thôi ta sẽ ăn mũi con ta đi đây. Trời ơi thầm đế quá. Ôi. Ê từ khoan. Gì? Chú tôi vui vẻ. Bằng mắt kem đó. Trời ơi con quỷ này. Vô duyên dễ sợ. Mình chúng tôi ai bằng tao mấy. Tại tao mấy keo không nội. Khổ à. Ôi em gái ơi, chị chở em quá. Thân nè. Trời ơi chán quá này. Chị chơi đồ hàng chán quá Cai ơi. Trời nghe nói rồi. Ngon vậy giết thời gian đi. Bây giờ gần tối rồi đó. Bà Cai nghĩ là bà Chaminup bà gần bỏ cuộc rồi đó. Chắc không? Chắc mà. À, thôi, bây giờ dẹp đi, bây giờ đi về đi, tôi đừng may mũi, tôi cắn tôi chết luôn này. Đi, tôi chở ông về cho. Đây, mệt mỏi lắm rồi, đi về. Hết trung thu rồi, đi về. Cha. Trời ơi, không tìm thấy em gái. Tùng Dân Dân nè, là Tùng Dân Dân. Với anh chào dơi, với What? Anh mặt trời là Tùng Dân Dân á, Tùng Dân. Ủa? Anh chào về nhiều bye sao nhỉ? Bye. Ok, mỗi bye. 1, 2, 3.